nghe Ngài thuyết pháp bằng bốn câu thơ, đây là dịch nghĩa ra rồi. Âm Hán sư không có đọc, sư chỉ nói nghĩa thôi. Thân như hơi thở ra vào mũi. Các vị nghĩ đi, đời sống của con người kéo dài bao lâu? 5 năm, 10 năm, 20 năm hay 100 năm? Không đâu, chỉ qua một hơi thở mà thôi. Hít vào mà không thở ra là đời sống kết thúc. Có phải như vậy không các bạn? Cho nên ai hỏi kiếp sống con người kéo dài bao lâu, các bạn hãy nói chỉ là một hơi thở. Đó là cách trả lời thông minh nhất. Và Ngài đã nói thân như hơi thở ra vào mũi. Đời giống mây trôi đỉnh núi xa. Đời giống mây trôi đỉnh núi xa. Như cái ngọn mây trên đỉnh núi kia, nó đang bao phủ ngọn núi, nhưng mà rồi gì? Nó sẽ tan đi một lúc nào đó. Buổi sớm mây bao phủ, bình minh lên mây tan đi. Buổi chiều mây bao phủ, rồi một lúc lại thấy mây tan đi. Những bóng mây khi ẩn khi hiện. Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói kiếp con người cũng như là mây trôi đỉnh núi xa. Như vậy chỉ hai câu thôi, tất cả chúng ta cùng học được một điều. Nó như là quy luật, là chân lý của cuộc đời. Đó là vạn pháp vốn vô thường. Đời sống thì là hơi thở qua đầu mũi, mà kiếp sống con người như mây trôi đỉnh núi xa. Cho nên còn được sống một ngày nào trên thế gian này, chúng ta hãy dành những ngày phút quý giá đó để tu tập, sống trong chánh pháp, để rèn luyện đạo đức và nhân cách. Bởi vì kiếp sống này không ai hứa hẹn là bao nhiêu năm, trường thọ hay đoạn thọ, không ai có thể biết trước được. Tiếng quyên từng chập vầng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Tiếng chim quyên kêu từng chập trong cái vầng trăng sáng vằng vặc giữa đêm khuya, có thức tỉnh chúng ta điều gì không, hay chúng ta chìm sâu trong giấc mộng dài? Chúng ta về tu là phải quên ăn bớt ngủ. Mặc dù ban tổ chức, quý thầy quý sư và các bậc cha mẹ, các vị phụng sự không để chúng ta thiếu một bữa ăn nào, có khi còn ăn ngon hơn ở nhà đấy. Nhưng mà chúng ta có biết rằng đời sống này con người ta sống say chết ngủ vì vô minh mà khổ đau hay không? Cho nên Ngài nói tiếng quyên từng chập vầng trăng sáng, nghĩa là khi nào mà mình tỉnh giác và mình nghe được đó, thì trí tuệ nó sẽ hiện bày. Cứ nghe được, tỉnh giác được thì vầng trăng sáng sẽ xuất hiện. Nhưng mà mình cứ mê man, sống mê, chết ngủ theo tất cả ngũ dục trần gian, theo những điều mà chúng ta cho là hạnh phúc, thì cuối cùng cuộc đời này chỉ mãi mãi là bóng đêm. Nhưng mà Ngài nói tiếng quyên chỉ từng chập thôi, chúng ta chưa thể giác ngộ hoàn toàn. Chúng ta nghe tới đâu, hiểu tới đó, chúng ta sáng tỏ tới đó. Chúng ta hiểu được đời sống vô thường thì trân quý từng ngày trên cuộc đời này, trân quý từng ngày tu tập, trân quý tất cả những gì cuộc đời đem lại cho ta. Đó là chúng ta đang có trí tuệ như một vầng trăng. Nhưng mà rồi lại quên đi, lại sa vào cuộc sống vốn vô thường và quá nhiều những hệ lụy của phàm tục trần gian, thì ánh trăng lại tắt đi. Cho nên tiếng chim quyên nó kêu cũng chỉ từng chập, sự giác ngộ của chúng ta cũng chỉ từng lúc mà thôi. Khi vui, khi buồn, khi hiểu và khi không hiểu gì hết. Cho nên lời thơ của Ngài rất là đơn giản mà sâu sắc thâm thúy như vậy. Cuối cùng là gì? Đâu phải tầm thường qua một xuân. Một xuân ở đây không phải là một mùa xuân hay là một tháng hay là ba tháng mùa xuân,
mà mùa xuân ở đây là một kiếp sống con người. Nếu ta để nó đi qua một cách bình thường, hoang phí, thì quả là kiếp sống quá tầm thường. Một kiếp sống quá sức là phí phạm. Vì đâu dễ gì được thân người, đâu dễ gì được nghe Phật Pháp, mà chúng ta không trân trọng chánh Pháp, không biết lắng nghe am tường giáo Pháp của Đức Thế Tôn, thì quả là phí phạm tầm thường đi qua một kiếp con người. Cho nên chúng ta bước vào trong giảng đường này, một bên là bảng đại lễ Phật đản và một bên là suối nguồn tuệ giác, quả là một cái kỷ niệm cao đẹp trong cuộc đời của chúng ta. Không thể nào để một kiếp sống trôi qua một cách phí phạm, tầm thường và vô ích. Mỗi một ngày sống là một ngày ý nghĩa, mỗi một ngày sống là một ngày lợi ích cho người, cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: dù tụng ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe xuyên tu được ích. Có con người tụng rất nhiều mà không ứng dụng vào trong đời sống, đi đâu cũng làm khổ người khổ mình, thì đâu có bằng các bạn trẻ về với khóa tu chợt nghe một lời pháp, một câu kinh mà tinh tấn tu tập, rèn luyện nhân cách, bồi dưỡng đạo đức, thật lập trở thành một đời sống có giá trị, có ý nghĩa cho mình, cho gia đình, cho đất nước. Như vậy, một thời pháp, lúc đó Phật Hoàng Trần Nhân Tông chỉ thuyết bằng 4 câu, và trong cuộc đời của Ngài chỉ bằng những câu kệ thơ đạo mà trở thành kim chỉ nam cho đời sống tu hành của chúng ta. Cũng chẳng cần phải đi tìm ở đâu xa, ngay Phật Việt Nam của chúng ta thôi cũng vô số các cái vốn quý giá, mà chỉ cần nhớ một điều: ta đã có thể sống tốt và có một cuộc sống có hạnh phúc. Bởi pháp thoại của chúng ta hôm nay mang tên Đường đến chân hạnh phúc. Chân hạnh phúc ở đâu? Đi lên trời chăng? Đi xuống biển chăng? Đi đông đi tây, đi nam đi bắc, cuối cùng chân hạnh phúc ở ngay tại tâm ta. Cũng là lời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông: Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉn mới hay chính Phật là ta. Nếu các con trong một nếp sống đạo đức cao thượng thì Phật ngay ở tại tâm ta, chẳng phải tìm đâu xa. Như vậy 4 câu của Phật Hoàng Trần Nhân Tông thôi: thân như hơi thở ra vào mũi. Đấy, các bạn thở đi, các bạn hãy nghe hơi thở của mình đi. Có người sống mà không biết mình sống nhờ có cái hơi thở vào, hơi thở ra. Cho nên về với khóa tu, khi nghe pháp cũng là lắng nghe hơi thở của mình. Một chương trình tu có nhiều sinh hoạt, nhiều trò chơi, nhiều cái sự gặp gỡ, nhiều kỷ niệm khó quên. Nhưng có một điều nó ngay sát bên cạnh ta mà ta hãy nhớ, đó là thân như hơi thở ra vào mũi. Đời giống mây trôi đỉnh núi xa. Nó rất vô thường các con ạ. Thở vào mà không thở ra là chết rồi. Mà mạng sống con người như mây trên đỉnh núi, như sương trên ngọn cỏ, chợt đến chợt đi. Đó là cái chân lý trong đời sống. Vạn pháp vốn vô thường, mà rất khó mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Cho nên các con có nhân duyên về với khóa tu suối nguồn tuệ giác, hãy nhớ một điều rất quan trọng, đó là kiếp sống vô thường, không có gì
bền chắc lâu dài. Điều này không phải sư nói để cho các bạn phải bi quan hay sợ hãi. Mình phải đối diện với cái định luật vô thường. Cho nên mỗi khi được gặp nhau, hãy trân quý giờ phút bên nhau và làm những điều gì tốt nhất cho nhau. Cũng như khi sư bước vào đây, nhìn thấy các bạn là sư đã muốn tuôn nước mắt rồi. Các bạn trẻ của chúng ta ngoan quá, dễ thương quá. Các bạn đã dâng hiến cho cuộc đời những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong sáng và tấm lòng chân thành hướng đến Tam Bảo, hướng đến Đức Phật Thế Tôn nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2568. Như vậy, Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói 4 câu hết thời pháp, đâu cần phải nói dài. Cho nên văn thì phải tư rồi tu, nghe thì phải suy nghĩ tu tập. Có khi nào mà mình nghĩ kiếp sống vô thường, mình còn trẻ quá mà, một tương lai còn dài, còn đẹp, còn lớn lên lấy chồng, lấy vợ, còn làm ra tiền của hưởng thụ cuộc đời. Nhưng chúng ta hãy nhìn chung quanh chúng ta, cũng có rất là nhiều người, người già thuận thế vô thường, người trẻ cũng ra đi. Chính cái định luật vô thường này nhắc nhở chúng ta không nên để thời gian trôi qua một cách vô ích. Cuộc đời này ai cũng mong cầu phúc, lộc, thọ. Có phúc, giàu có, tài sản, tiền của bạc vàng, nhà cao cửa rộng. Có lộc là có con, có cháu, đầy nhà. Có thọ là tuổi thọ dài. Ai cũng thích những điều đó. Nhưng dưới cái nhìn của Phật giáo, các con có biết như thế nào không? Dù sống ngàn ngày không tu, chẳng bằng chỉ sống một ngày mà tu trong chánh pháp. Cho nên Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tuổi thọ của Ngài chỉ có 50, mà dân tộc Việt Nam muôn đời bái lạy cung kính. Với cái tuổi đó, Ngài đã hoàn thành sứ mệnh của một vị vua, xây dựng đất nước hùng cường, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ngài trở về non yên tổ tu hành và tu hành đắc đạo với hạnh đầu đà, khiêm cung khổ hạnh, mà Ngài tu đắc đạo trở thành Phật Việt Nam. Chỉ bằng những lời dạy rất đơn sơ, nếu chúng ta thực hành, đời chúng ta cũng không còn khổ đau. Các em còn bé, còn trẻ, các em chưa hiểu được cái bản chất cuộc sống này, nó là sự khổ đau. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa đắc đạo dưới cội Bồ Đề, thì có 7 tuần lễ Ngài chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát. Tức là đắc đạo là chưa có đi đâu hết. Ở ngay dưới cội Bồ Đề, tại Bồ Đề Đạo Tràng xứ Ấn Độ, thì tuần lễ đầu tiên Ngài ngồi yên chiêm nghiệm hạnh phúc của sự giải thoát. Cái gì mà không ràng buộc, cái đó là hạnh phúc. Cái gì ràng buộc, cái đó khổ đau. Tuần lễ thứ hai thì Ngài nhìn về cây Bồ Đề một tuần lễ không chớp mắt, để thể hiện lòng biết ơn cây Bồ Đề đã che mưa đỡ nắng cho Ngài suốt những tuần lễ tu tập. Cứ từng tuần lễ như vậy để chiêm nghiệm cái hạnh phúc giải thoát. Sau 7 tuần lễ thì Ngài mới bắt đầu rời cái cội Bồ Đề mà đi về vườn Nai, vườn Lộc Uyển, Varanasi. Tại vườn Nai đó, Ngài gặp 5 anh em Kiều Trần Như và chuyển bánh xe pháp, tức là thuyết bài pháp đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như. Những người bạn này ngày xưa từng tu khổ hạnh với Ngài. Mà lúc đó Ngài cảm thấy cái con đường tu ép sát khổ hạnh nó không đi đến kết quả, nên tự tách ra đi trên con đường trung đạo. Khi đắc đạo rồi, Ngài tìm lại những người bạn đồng tu để mà tuyên dương chánh pháp. Thì bài pháp
mà Ngài thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như. Bài pháp đầu tiên là bài pháp tứ đế, nói lên bốn cái sự thật của thế gian này. Mà cái sự thật đầu tiên đó là sự khổ. Người ta đến với cuộc đời này, người ta sẽ nếm cái hương vị của sự khổ đau. Đó là bản chất của cuộc sống. Chân lý chắc thật đầu tiên là sự khổ đau. Cho nên nếu chúng ta quá thần tượng một cuộc sống là màu hồng, chúng ta sẽ không đủ sức đương đầu với những thử thách gian nan của cuộc sống và nghiệp lực của tự thân. Cho nên Ngài nói ra một điều chắc thật đầu tiên, chân lý đầu tiên, đó là sự khổ. Thứ hai, vì sao con người ta khổ đau? Chân lý thứ ba, tu như thế nào để thoát khổ? Và chân lý thứ tư, đó là hạnh phúc tịch tịnh vi lạc khi mà ta chứng đạo. Bốn chân lý. Như vậy, sư muốn nói với các bạn, với bốn chân lý đó thì dù các em đây còn trẻ nhưng vẫn phải biết chân lý cuộc đời này, một bản chất của cuộc sống, một sự thật của cuộc đời, đó là vô thường. Cho nên khổ đau, khổ đau vì vô thường. Không ai trẻ mãi, sanh, già, bệnh rồi chết. Không ai là giàu có mãi mãi, không ai là xinh đẹp mãi mãi, và cũng như không ai hạnh phúc mãi mãi. Cũng không có khổ đau là trường tồn, cũng không có cái nghèo nào mà ngự trị mãi. Cuộc sống nó vô thường, biến động. Vậy thì làm sao để con người ta có hạnh phúc? Đức Phật dạy cho chúng ta đời sống đạo đức trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm. Luôn luôn có sự chánh niệm, luôn luôn sống lấy nền tảng đạo đức làm căn bản, thì chúng ta sẽ hóa giải được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Chúng ta phải biết đời sống này là vô thường, nên có tiền mất tiền các bạn cũng không quá khổ đau, có người yêu mất người yêu không quá khổ đau. Chúng ta mơ ước thi đậu nhưng lại thi rớt không quá khổ đau. Còn trẻ học lại thi lại, đời sống học sinh, đời sống sinh viên mà không có thi lại cũng là chuyện hiếm có. Cho nên cứ thi lại, cứ học lại. Vấn đề là chúng ta sống tốt, biết yêu thương bản thân, biết yêu thương mọi người, chúng ta có hạnh phúc. Các bạn mình còn trẻ, tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, đúng không? Nhưng mà quá phước báo vì đã gặp Phật Pháp. Đâu phải bạn trẻ nào cũng về với các khóa tu, đâu phải ai cũng làm được việc này, đâu phải bạn nào cũng có hoàn cảnh được cha mẹ biết Phật Pháp mà cho con đến chùa tu tập. Cho nên các bạn được về tu, đó là phước báo của mình. Mới lớn bằng từng này, đã biết Phật Pháp, đã quy y Tam Bảo, đã được nghe chánh pháp. Hơn nữa, các bạn thấy đó, từ cái non thiên yên tử này, nó lại cho chúng ta một nguồn năng lượng tuyệt vời. Ngoài nghe Phật Pháp ra, các bạn lại còn có một cái nguồn năng lượng của cái đỉnh thiên yên tử gia trì cho các bạn. Thật sự khi sư đi một chặng đường xa, sau những ngày đi giảng nhiều tỉnh, sư cũng cảm thấy trong người mình nó mệt mỏi. Nhưng mà bước chân đến yên tử, một cái nguồn năng lượng dồi dào, một nguồn cảm xúc linh thiêng, nó tràn ngập cả tâm hồn. Và sư biết đây là năng lượng vi diệu của Phật Pháp ngàn đời Việt Nam, thưa các bạn. Và tất cả chúng ta đều đang được hưởng cái năng lượng tuyệt vời vi diệu đó. Vậy chúng ta về đây tu tập như thế nào để có hạnh phúc? Các bạn còn trẻ quá, có biết khổ đau là gì không? Còn bé đã biết khổ đau. Sư nói với các vị, đó là sự thật. Nếu các bạn chưa trải qua những cuộc tình chóng vánh để biết thế nào
là nỗi đau khổ của kẻ thất tình. Chúng ta chưa trải qua cuộc sống gia đình để biết thế nào là nỗi đau khổ trong một gia đình có quá nhiều sự truân chuyên. Nhưng các con cũng đã trải qua những cái mất của người thân trong gia đình. Những người lớn tuổi ra đi hay những người trẻ, người thân chết khi còn tóc còn xanh. Chúng ta đã nếm được cái sanh ly tử biệt. Những người bạn thân của mình, những người mình đã biết, đã gặp, bỗng một ngày hay tin người ấy đã ra đi, thì trong lòng chúng ta cũng trạch lên một nỗi niềm. Bởi cuộc sống này sanh ly rồi tử biệt, thì chúng ta cũng phải biết cái nỗi niềm đau khổ. Rồi chúng ta sống dù là trong cái mái ấm của cha mẹ, nhưng có bị bố mẹ la mắng không? Có, đau khổ chứ. Bạn thân đang chơi với nhau, nghỉ chơi, đau khổ. Thi rớt, thi lại, khổ đau. Với tuổi trẻ cũng có nhiều thứ để khổ. Mong ước một cái điện thoại iPhone, phải không? Không có, mẹ cứ bắt xài cái điện thoại cùi bắp, cũng đau khổ. Mơ ước nhiều thứ, không được, cũng đau khổ. Bởi vì cái bản chất của cuộc sống này, mong ước mà không được như ý là đau khổ. Có đúng như vậy không các bạn? Như vậy, chúng ta về đây tu, làm sao để chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau đấy? Kinh điển thì nhiều lắm, nhiều lắm. Tam tạng kinh điển bao giờ chúng ta học cho hết? Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư. Đến nay nhớ lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Đó là sự giác ngộ. Nếu các con có cái nhìn chánh kiến đối với cuộc sống, các con có chánh kiến, có chánh tư duy, có cái nhìn sáng suốt đối với vạn pháp trong cuộc đời, chúng ta sẽ chuyển hóa rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Chánh kiến là gì? Đó là cái thấy biết rất là đúng đắn bằng trí tuệ. Còn bây giờ chúng ta đang nhìn, đang thấy theo cái phàm trần thế gian, được hưởng thụ là sung sướng, đi du lịch là sung sướng, quần áo mới là hạnh phúc, gặp người yêu là hạnh phúc, cầu được ước thấy là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra cái vấn đề như sư nói với các bạn, bản chất cuộc sống này nó vốn vô thường, không có gì bền chắc lâu dài. Nếu các em càng ham muốn nhiều bao nhiêu thì càng khổ nhiều bấy nhiêu. Cho nên về cái non thiêng yên tử này, năng lượng linh thiêng của đất trời, sư chỉ muốn thầy trò chúng ta hãy trân quý Phật Việt Nam, trân quý suối nguồn tuệ giác của đỉnh thiêng yên tử, mà xả bớt đi những lòng ham muốn. Các con có biết không, ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông có một bài kệ thơ rằng: mình ngồi thành thị, nết dục sơn lâm, muôn nghiệp lặng yên nhàn thể tính. Cũng có một câu đó thôi. Ở đây có các bậc ông bà cha mẹ nghe một câu đấy tu suốt đời. Mình ngồi thành thị, nết dục sơn lâm, muôn nghiệp lặng yên nhàn thể tính. Chúng ta khổ đau vì mình đâu có nhàn. Mình chạy, từ thân chạy cho đến tâm chạy, vất vả vì miếng mồi đỉnh chung, vì danh lợi sắc tài. Bỗng chốc nhìn lại, vô thường, ta có mang gì đâu trong kiếp sống này. Cho nên ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy, mình thì ngồi thành thị đó. Các em là nhà ở phố xá thành thị, nơi này nơi kia. Nhưng mà ngài dạy nết dục sơn lâm là hãy trân quý môi trường, hãy trân quý màu xanh của cỏ cây, hãy về với những núi rừng sông núi linh thiêng. Năng lượng là ở đây. Nhà cao cửa rộng chốn thành thị tất nhiên rất cần thiết,
Bởi vì đời sống này phải gắn với kinh tế, tài chánh, phải có tiền mới sống được. Nhưng nó chỉ là phương tiện. Còn để đời sống này được an vui, được hạnh phúc, các em không bị trầm mình trong biển khổ đau, phải biết nết dục sơn lâm, nghĩa là an nhàn thể tánh, muôn nghiệp lặng yên, đừng tạo ác nghiệp thì không khổ đau. Ở đây có những bậc ông bà cha mẹ đang ngồi đây, sư tiếp cận với những đạo tràng người lớn tuổi thì 100% thì chắc 102% là khổ, chứ không có chuyện 90 nữa. Mà tại sao khổ? Vì ta đã tạo các nghiệp, do lòng tham, do sân hận, do si mê mình tạo nghiệp. Mà Phật Hoàng dạy chúng ta muôn nghiệp lặng yên, nhàn thể tính. Nghiệp mà thanh tịnh thì tự nhiên nhàn, nhàn thì hạnh phúc. Cho nên các bạn trẻ của chúng ta còn trẻ, đừng gây tạo các ác nghiệp, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, biết sống có hiếu với mẹ cha, biết yêu thương giúp đỡ mọi người, thì tự nhiên muôn nghiệp lặng yên, nhàn thể tính. Sư nhớ lời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy, nó quá đơn giản và sâu sắc. Vậy cứ nói tôi khổ quá, khổ vì điều này, khổ vì điều kia, em khóc cả đêm vì chuyện này, vì chuyện nọ, tất cả là vì nghiệp đó. Ta tạo nghiệp gì ta có biết không? Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Có những bạn nhìn rất là hiền, nhưng mà tâm ý của các vị hoạt tác không nguôi, suy nghĩ không ngừng, hành hạ cái tâm này, đi nam đi bắc, đi chỗ này đi chỗ nọ, nhớ quá khứ, mộng ước tương lai, mà không có tu nhân tích đức. Còn trẻ đã biết tu nhân tích đức, các bạn sẽ có được một đời sống hạnh phúc, an vui. Cho nên muôn nghiệp hãy lặng yên, đừng tạo tác các ác nghiệp, thì hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Bởi vì là chân hạnh phúc ở ngay cái tâm thanh tịnh vắng lặng. Các con bây giờ mà cứ huân tập những thói hư tật xấu, đặc biệt là ôm cái smartphone, trầm mình với mạng xã hội, với các phe nhóm xấu ác, cái thế giới ảo, và thấy ngồi yên như vậy, nhưng với cái điện thoại, các em vẫn đang tạo ác nghiệp. Cho nên một cái khóa tu như vậy đó là bao nhiêu công đức. Điện thoại không có ở đây, chỉ nhìn lên thấy Phật Hoàng thôi, rồi nhìn thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh thôi, rồi nhìn thấy Chư Tôn Đức Tăng Ni, những người cùng tu với mình. Nội như vậy thôi đã huân tập cho mình những hạt giống thiện lành ở trong tâm của các em. Các em thấy không? Thân thì tập nhiễm thói trần, khẩu nói những lời sáo ngữ, phù phiếm dối gian. Từ những điều đó, nó đưa đến cái quả báo khổ đau. Yêu người mà chẳng được yêu lại, mong ước đủ thứ mà không có gì thành tựu, là tại vì sao? Bởi vì đời sống này chúng ta không gieo những nhân thiện lành, không làm những việc thiện, việc tốt, mà chúng ta chạy theo tập khí, thói quen xấu ác của bản thân, thì kết quả mai sau này chúng ta sẽ có nhiều điều phải khóc, phải buồn và phải khổ. Vì vậy đó, tu tập là lắng yên ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh. Bởi vì Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy đó, muôn nghiệp mà lặng yên thì nhàn thể tính, đừng tạo ác nghiệp là mình có hạnh phúc. Nhưng mà tuổi của các em bây giờ đó là tuổi hoạt động, tuổi vui chơi, tuổi bạn bè. Tốt, các bạn cứ vui chơi, cứ học tập, cứ bạn bè. Không ai bảo các bạn phải ngồi yên,
nhưng nhất định không làm việc ác. Các bạn có biết rằng chúng ta về tu, các nghiệp của mình, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, thanh tịnh, vì được nghe pháp, vì tụng kinh, vì niệm Phật, vì tọa thiền, vì đi chiêm bái lễ Phật, cho nên các nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh. Hiện nay các nước Âu Mỹ trên thế giới, họ đã có 15% sinh viên học sinh thiền tập đưa vào chương trình chính thức của học đường. Vì các học sinh sinh viên ngồi yên, miệng không tạo ác nghiệp, thân không tạo ác nghiệp, ý không tạo ác nghiệp, các bạn đó sẽ có một cái quả tốt đẹp cho hiện tại và tương lai. Nếu chúng ta không biết thanh tịnh ba nghiệp mà cứ do xây đắp ước mơ, rồi bằng cái trí xảo của thế gian thì chuốc lấy tất cả nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Cho nên chính cái vấn đề ba nghiệp thanh tịnh đó thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã từng nói cả gần ngàn năm trước. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xác định thân khẩu ý thanh tịnh đưa đến chân hạnh phúc. Điều này đã nói đã gần 3.000 năm trước. Nhưng cho đến bây giờ, thế kỷ 20-21, thì các nước văn minh Âu Mỹ trên thế giới mới thấy rằng ngồi yên thanh tịnh thân khẩu ý thì đưa đến sự hạnh phúc cho thân và tâm. Thế giới mới tìm ra cái điều này, trong khi điều này Phật Pháp đã tìm ra từ lâu, mà chúng ta lại là con của Phật, chúng ta là Phật tử, chúng ta là con của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng ta là con của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Do đó chúng ta phải biết thanh tịnh thân khẩu ý thì làm cho hạnh phúc bản thân, tịnh hóa môi trường và thế gian này được hạnh phúc. Như vậy chúng ta không tạo nghiệp thì tự khắc nhàn vui. Chứ đâu có ai bảo các em ngồi im, đâu ai bảo các em phải đi xuất gia tu hành. Mỗi người một con đường, mỗi người một nghiệp duyên. Có người đến xin tu, thầy bảo con đi về đi, mấy người đang đứng chờ con ngoài kia kìa. Mình tưởng đâu sung sướng chứ đi về trả nợ. Đi về mà trả nợ, chứ đâu phải ai muốn tu là đặt lòng tu đâu. Đó, nhưng để giảm thiểu được các nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời thì sư chỉ nói với các em một điều thanh tịnh từ lời dạy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông: muôn nghiệp hãy thanh tịnh, muôn nghiệp ác hãy lặng yên, thì các em có hạnh phúc. Các em cứ học tập, cứ vui chơi, cứ sinh hoạt, cứ sống, có vợ, có chồng, có con, có cái, nhưng luôn luôn sống trong thiện nghiệp thanh tịnh. Đường đến chân hạnh phúc bắt đầu từ thiện nghiệp, thưa toàn thể hội chúng. Và nói như Trịnh Công Sơn: em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Hãy hồn nhiên đi các em, các em sẽ có bình minh, các em sẽ có bình yên. Hồn nhiên là gì? Đừng thấy sắc màu lấp lánh mà ham, đừng thấy người có mà muốn. Cái lòng dục, cái lòng muốn mà sanh khởi càng nhiều thì ta càng đau khổ. Cứ sống hồn nhiên, tại sao mà các bạn trẻ đi đến đâu thì chư thiên nhiều đến đó? Tại vì các bạn trẻ rất là hồn nhiên. Còn con người ta một khi tiếp cận vật chất, danh lợi, sắc tài, nó đủ thứ tính toán, gian tham và tạo tội, cho nên hết hồn nhiên và lắm khổ đau. Mình hồn nhiên trong cái tánh thiện, trong cái ăn nhi hạnh của tuổi thơ và lớn lên vẫn giữ cái hồn nhiên trong sáng đó thì ta sẽ có bình yên, ta sẽ có hạnh phúc.
Thế thì nhân cái bài pháp thoại hôm nay, sư muốn nói với các em lời Phật dạy có năm thứ quý giá ở trên đời. Và từ năm thứ quý giá này giúp các em có hạnh phúc trong cuộc sống. Lúc đó Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật thành La Duyệt cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người. Thường thường Đức Phật thuyết pháp lúc nào cũng trên cả ngàn vị tăng. Bây giờ Thế Tôn mới nói với những người ở thành Tỳ Xá Ly rằng ở đời có năm thứ báu rất khó được. Tiền bạc tài sản không có so sánh được năm thứ quý báu này. Thì các em có muốn nghe không? Cho chàng vỗ tay lớn nào. Điều báu đầu tiên khó có được đó là Như Lai, bậc chí nhân xuất thế khó có ở trên đời. Chúng ta đang ở trong tuần lễ Phật đản để kính mừng kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh vào mùa trăng tròn tháng 4, tháng Vê Sắc. Và sự xuất hiện của Như Lai, một bậc chí nhân, một đại sự xuất thế rất khó ở trên đời, đó là thứ báu đầu tiên, thưa các em. Vì vậy, chúng ta hãy tu tập, hãy làm công đức mà dâng lên cúng dường đại lễ Phật đản. Cái công đức tu đó, để mà cúng dường đó, quan trọng, nó thù thắng, nó tuyệt vời hơn tiền bạc rất nhiều. Có những bạn ở đây, hoàn cảnh mình khó khăn, gia đình mình chỉ đủ cơm ăn áo mặc được đến trường, mình không có thể đua đòi với chúng bạn. Nhưng các bạn đừng có lo. Từ cái tâm chân thành, các bạn phát nguyện làm lành, tu tập. Ở trong cái khóa tu này, chúng ta có công đức dâng lên cúng dường đại lễ Phật đản. Bởi vì cúng dường cho một cái người nghèo cũng có phước đức. Nhưng mà làm sao mà phước đức bằng sự cúng dường cho một bậc chân tu giới hạnh? Cúng dường cho một bậc chân tu giới hạnh cũng không thể bằng cúng dường cho một bậc A-la-hán đắc đạo. Cúng dường một bậc A-la-hán cũng không thể nào bằng cúng dường đối với một vị Phật. Thì đại lễ Phật đản là lúc chúng ta tu để đem công đức tu hành mà dâng cúng dường Đức Phật đản sanh trong cái mùa khánh đản thiêng liêng, mùa tháng tư tuyệt vời. Đặc biệt là các con đang về tu tập trên đỉnh Non Thiên Yên Tử. Như vậy của báu đầu tiên đó là Đức Như Lai, đó là vị Phật giác ngộ, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác từng có mặt trên cõi trần gian. Đó là của báu không dễ gì có được trên đời. Của báu thứ hai đó là người có thể giảng thuyết chánh pháp của Như Lai. Có người nói pháp Như Lai mà người nghe hiểu được, ứng dụng được, vơi bớt nỗi khổ niềm đau, có được đời sống an lành hạnh phúc trong chánh pháp, đó là của báu. Cho nên các con nghe pháp, các con hiểu được điều gì, các con có thể nói với bạn, nói với cha, với mẹ, với ông, với bà. Ở đời sống này vô thường, sống ngày nào cũng làm lành, sống ngày nào cũng thiện, hiền lương, thì đó là hạnh phúc. Một câu như vậy thôi cũng là giảng thuyết chánh pháp của Như Lai. Và Đức Phật dạy rằng cái của báu thứ hai là người có thể nói lên được cái lời chánh pháp của Như Lai. Đó là của báu rất là cao quý. Mà sư mong rằng trong hội chúng này có rất là nhiều bạn trẻ có ươm mầm tuệ giác, có khả năng lặp lại những bài kinh, bài pháp, lời Phật dạy và ảnh hưởng tốt đẹp đến số đông, đến gia đình, đến xã hội. Đó là của báu thứ hai.
Của báu thứ ba đó là người tin chánh pháp của Như Lai rất khó có trên đời. Ai có niềm tin với chánh pháp của Như Lai là người đó đang ôm giữ một của báu vô cùng to lớn. Các bạn trẻ ở đây có tin vào chánh pháp của Như Lai không? Rất tốt. Đó là của báu thứ ba mà Đức Phật nói rằng cũng rất là khó. Có người sát bên chùa không tin lời Phật dạy, có người gặp sư thầy hàng ngày cũng coi như pha, có người ở trong nhà cha mẹ kinh kệ chuông mõ sớm tối xem đấy là một cái trò lạc hậu của người già. Nhưng có những người chỉ nghe một lời kinh, một câu pháp mà đi vào tâm, mà tin tưởng, đó đã là của báu. Bởi vì niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Cho nên chúng ta còn trẻ, hãy phát khởi niềm tin đối với chánh pháp của Như Lai. Của báu thứ tư đó là những người có thể thành tựu pháp mà Như Lai đã diễn thuyết, có nghĩa là thực hành được lời Phật dạy. Đó là của báu thứ tư. Ai nghe mà thực hành được là chúng ta có của báu, phước từ đó mà ra. Muốn cầu xin điều gì cũng do phúc đức mà thành tựu. Vậy thì hãy thực hành lời dạy của Như Lai, thành tựu pháp của Như Lai. Đó là của báu thứ tư. Của báu thứ năm rất hay. Đó là khi mang ơn mà người đó biết đền ơn. Khi hiểm nguy được người cứu, người giúp và luôn luôn mang nặng ơn sâu, hạng người ấy cũng rất khó có trên đời. Đó là của báu thứ năm, thưa toàn thể hội chúng. Như vậy năm của báu đó, sư nhắc lại một lần nữa để cuộc đời chúng ta có hạnh phúc. Thứ nhất, cuộc đời này có Đức Như Lai bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác xuất hiện trên thế gian. Mặc dù giờ đây Ngài đã nhập Niết Bàn 2568 năm rồi, nhưng lời pháp của Ngài, ứng hóa thân của Ngài, chân tâm Phật tánh bao la trùm khắp vũ trụ hư không. Cho nên chúng ta vẫn là người may mắn, chúng ta sanh ra vẫn được gặp Phật pháp trên thế gian. Đó là của báu thứ nhất, Đức Như Lai xuất hiện ở đời. Điều thứ hai, người có thể giảng thuyết trùng tuyên chánh pháp của Như Lai. Điều thứ ba, có niềm tin đối với chánh pháp của Như Lai. Điều thứ tư, thành tựu pháp mà Như Lai đã diễn thuyết, có nghĩa là ứng dụng và thực hành. Điều thứ năm là khi mang ơn thì biết đền ơn, đáp ơn. Đó là năm của báu quý giá trên thế gian, thưa các vị. Sư rất hạnh phúc khi thấy toàn thể hội chúng lắng nghe rất chú tâm. Và sư tin rằng các em nhớ khắc ghi những điều sư nói. Nó rất đơn giản nhưng nó rất là tinh hoa trong đời sống của chúng ta. Và năm cái của báu mà Đức Phật dạy cho người dân ở Tỳ Xá Ly là trích trong kinh Du Hành thuộc kinh Trường A Hàm. Tức là sư lấy lời của Đức Phật dạy từ trong kinh Trường A Hàm để mà nhắc lại cho tất cả hội chúng được biết. Những thứ quý giá ở trên đời thì rất là nhiều, mà chúng ta hay quan niệm vàng bạc, châu báu, nhà cửa, đất đai. Có người cho thứ quý giá nhất là ông bà, cha mẹ, người thân yêu, ruột thịt. Có người quý giá nhất là cái thứ đang cần trong đời sống, như đói ăn, khát uống, rét có chỗ, ấm êm, bị nạn thì có người cứu giúp. Nhưng mà đối với Đức Phật, cái thứ quý giá ấy trên đời này không dễ có được. Bởi vì là hiện hữu trước mắt mà không có tuệ giác để trân quý thì chúng ta cũng không bao giờ có được hạnh phúc.
Mình phải có trí tuệ mới biết quý chánh pháp, rồi biết thực hành chánh pháp thì mới tạo ra phước báo ở trên đời. Khi các em thực hành lời Phật dạy, sau này các em cầu nguyện cái gì thành tựu là biết mình có phước. Mình cầu nguyện, mình mong muốn mà không được là biết mình kém phước. Nhưng cái lời cầu nguyện của mình phải là lời nguyện có trí tuệ, có tâm từ bi, chứ không thể nào có những lời nguyện mà thuận theo ác pháp, lợi cho mình mà hại người. Cái đấy không thể gọi là lời nguyện dưới chân đấng từ bi. Sư xin gửi đến cho hội chúng một câu chuyện mà sư nghĩ rằng sẽ trùng với suy nghĩ của một số người ở đây. Có một người phụ nữ cảm thấy mình bất hạnh và khổ đau, mới tìm đến một vị sư. Thưa sư, xin sư dạy cho con về triết lý nhân sinh, bởi vì con thấy cuộc đời của con tràn đầy bất hạnh và đau khổ. Thì vị sư đó là một vị cao tăng thạc đức, cho nên khi mà người phụ nữ này đến gặp thì bà nghĩ rằng bà gặp thầy sẽ giải tỏa hết những nguồn cơn làm cho bà đau khổ trong cuộc đời. Thưa sư, con cả đời này bất hạnh, chẳng được mấy ngày vui, làm lụng thì vất vả, có chút gia tài nhưng lại chất chồng đau khổ. Con muốn sư hãy lý giải cho con về cội nguồn của những khổ đau bất hạnh mà con đang gánh chịu trong cuộc đời này là từ đâu. Chứ con thấy con cũng tốt lắm mà, con cũng hiền lắm, con cũng làm ăn lương thiện lắm, mà sao chất chồng nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của con. Vị thầy trầm tĩnh ngồi lắng nghe cái câu hỏi của người tín nữ này. Sau đó nhìn kỹ người phụ nữ đó từ đầu đến chân. Ta phải nhìn kỹ nhé, nhìn mặt, nhìn ánh mắt, nhìn nụ cười, nhìn nét mặt của các con là biết các con đang hạnh phúc hay khổ đau. Khổ vì cái gì? Vì tình yêu hay khổ vì phạm giới? Con người mà làm nhiều tội ác, cái mặt khổ đau lắm các con. Dù cho nắm cả nắm tiền, cái mặt vẫn khổ. Đó. Thì vị sư này nhìn người phụ nữ và cất một câu hỏi như sau: xin hỏi thí chủ, điều mà thí chủ đó đang bảo vệ là gì? Bảo vệ cái gì? Trong cuộc đời này là bà bảo vệ cái gì? Thì cái vị này suy nghĩ một lúc mới nói: thưa thầy, con không hiểu câu hỏi của thầy. Thầy nói tôi muốn hỏi cái điều mà cả đời bà cố công bảo vệ có liên quan gì đến hạnh phúc hay khổ đau hay không? Bạn bảo vệ cái gì? Đang giữ gìn cái gì? Đó, nghe câu hỏi của vị thầy. Người bảo vệ danh tiếng, người bảo vệ sĩ diện của mình, người bảo vệ tài sản tiền bạc, người bảo vệ sắc đẹp, người bảo vệ tình cảm, người thì bảo vệ gia đình, người thì bảo vệ mạng sống. Mỗi người một kiểu. Thì vị thầy mới nói, nếu bảo vệ danh tiếng, ai nói xấu sẽ vô cùng oán giận, uất ức. Nếu bảo vệ tài sản, thì nếu tiền bạc có mất mát, vô cùng đau khổ, chóng già, chóng chết. Nếu bảo vệ sắc đẹp, thì nhan sắc tàn phai, vô cùng đau khổ. Nếu bảo vệ tình cảm, thì làm sao mà tránh khỏi đớn đau khi mà bị người ta phản bội. Nếu bảo vệ gia đình, thì gia đình nào cũng có sanh ly tử biệt. Tất cả những sự chúng ta đang bảo vệ đó, có thể nói rằng là ngoài tầm tay của chúng ta. Chúng thấy như vậy thôi, nhưng không thể nào muốn mà bảo vệ được đâu. Vì cái gì nó cũng bị luật vô thường chi phối. Cho nên vị thầy mới hỏi bà rằng, bà có nhận ra bao nhiêu năm nay
bà bảo vệ điều gì hay không? Bà bừng tỉnh ngộ, hóa ra bao năm nay mình ôm tất cả những thứ mà vị thầy hỏi mình. Tình yêu cũng giữ, tình cảm cũng ôm, tiền bạc cũng ôm, sắc đẹp cũng ôm, danh tiếng cũng ôm. Và đau khổ hết chuyện này sang chuyện khác. Bạch thầy, con ngàn lần đội ơn thầy. Con hiểu được nguyên nhân của những bất hạnh trong đời con qua lời khai thị của thầy. Nhưng vậy thì bây giờ con nên bảo vệ điều gì để đời con có hạnh phúc? Vị thầy mỉm cười nhẹ nhàng đáp: thứ duy nhất trên đời mà các con nên bảo vệ đó là gì? Sư đố tất cả hội chúng. Ai biết bảo vệ điều gì? Nếu cái gì cũng vô thường thì mình bảo vệ điều gì? À đúng rồi, bảo vệ cho tâm mình được sáng suốt, không bị u mê. Sáng suốt để không làm các việc ác, có đúng không? Sáng suốt để không rơi vào các điều xấu xa tồi tệ, có đúng không? Có nghĩa là bảo vệ đạo đức nhân cách của chúng ta. Đó là chân hạnh phúc trong cuộc sống, thưa các bạn. Lòng bạn mà trong sáng thì bạn phải sống đạo đức, bảo vệ cho lòng mình không u mê, để không bị rơi vào cạm bẫy của cuộc đời. Như vậy với cái trí tuệ sáng suốt, bảo vệ cho lòng mình trong sáng nghĩa là luôn luôn hành xử đạo đức, hành xử trong thiện nghiệp mà không rơi vào ác nghiệp. Bởi vì sao? Tiền của cũng không bền. Người bảo vệ đạo đức có mất tiền mất của cũng không ảnh hưởng đến đạo đức. Người bảo vệ đạo đức thì người ta có nói xấu, nhục mạ, chê bai cũng không có đến nỗi mà đau khổ thất vọng. Tại vì mình có cái tịnh độ là lòng trong sạch rồi. Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy mình tịnh độ là lòng trong sạch. Mình có cái tịnh độ ở đây rồi. Cho nên người ta có nói xấu, nói ác, cái người đạo đức cũng không có đau khổ. Và cái người có đạo đức, dù cho nhan sắc tàn phai, dù cho gia đình có những bất an khốn khó, dù cho tình cảm đến đi, cái người có đạo đức luôn luôn có một niềm tin trong chánh pháp và có hạnh phúc, thưa toàn thể hội chúng. Cho nên là bài học của chúng ta rất là đơn giản và dễ nhớ. Bài học của chúng ta, đường đến chân hạnh phúc, đó là tu dưỡng đạo đức và nhân cách. Bởi vì cái gì đến rồi cũng sẽ đi. Cũng như chúng ta chết đi, mang theo cái gì? Tội và phước, tội và phúc, mang theo thiện nghiệp và ác nghiệp. Còn tất cả đều để lại trần gian. Thì các em đang nghe pháp, các em tu tập, đó là các em gieo tạo thiện nghiệp phúc lành, để mà khi chúng ta ra đi, chúng ta có một đời sống mới, một cái thân sau tốt đẹp hơn, an lành hơn, trí tuệ hơn. Còn mọi thứ đều vất lại trên thế gian. Cho nên cái đạo đức là cái còn mãi với chúng ta hôm nay và ngày mai, cho đến những kiếp sống mai sau. Và do vậy chúng ta phải nghe chánh pháp, tin tưởng giáo pháp của Như Lai. Bởi vì giáo pháp của Như Lai hướng chúng ta đến đời sống đạo đức, chân thật, hạnh phúc. Tin tưởng, thực hành, biết ơn. Đó là chúng ta có của báu trên cuộc đời này. Nếu chúng ta đến với khóa tu, chúng ta được gặp thầy hiền, bạn sáng, mà chúng ta không có một cái tư lương hành trang gì để đem về, thật là phí phạm biết bao nhiêu của cải đàn na tín thí. Cho nên trong một khóa tu, các bạn trẻ đều phải quỳ dưới chân Đức Phật mà phát nguyện. Được về với khóa tu suối nguồn tuệ giác, dưới chân của Đức Phật đản sanh, trong mùa Phật đản, chúng ta phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp sống trong ánh sáng của Phật pháp, sống trong niềm tin chánh pháp
và sống với đạo đức, sống với lẽ thiện, chân thiện mỹ trong cuộc đời. Chúng ta chỉ phát nguyện thôi đã có long thần hộ pháp gia trì cho chúng ta. Mọi thứ trên cuộc đời này là hạnh phúc tương đối, tất cả đều là tương đối. Nhưng đạo đức để hướng đến một đời sống hạnh phúc lâu dài thì chúng ta phải có trọn niềm tin với giá trị tâm linh, tinh thần và đạo đức. Đạo đức là nền tảng của hạnh phúc, rồi tiến đến chân hạnh phúc, ta là hạnh phúc giải thoát và giác ngộ. Còn cái đạo đức hôm nay cho chúng ta hạnh phúc trong cuộc sống. Còn chân hạnh phúc, đó là cái hạnh phúc của người thật sự có trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. Điều đó còn tiếp tục đi tiếp một hành trình gian nan, vất vả, bền tâm, vững chí. Nhưng có hạnh phúc là đã tốt lắm rồi. Thế thì đạo đức nó thể hiện như thế nào? Các bạn đối với quý thầy, quý sư, lễ phép, khiêm cung, y giáo, phụng hành. Đối với cha mẹ, các vị có hiếu, yêu thương. Nhiều người cha, người mẹ nuôi con, đâu có mong đợi ngày mai con lớn nó nuôi mình. Tại vì vô thường, có biết mình chết lúc nào. Cho nên còn giờ phút nào sống bên cha mẹ thì chúng ta hãy có những lời nói yêu thương, những việc làm thể hiện sự hiểu biết, thông cảm, chia sẻ với cha mẹ mọi vấn đề trong gia đình và xã hội. Có những người cha, người mẹ rất là cô đơn. Con cái lớn lên chỉ có chơi với bạn, chat với điện thoại, Facebook suốt ngày, chụp hình, rồi là cái gì đó, là show diễn đủ kiểu hết, đưa lên Facebook cho mọi người thả tim, mà không biết rằng cha mẹ rất cô đơn. Sư tiếp cận rất là nhiều đạo tràng, có những người cha, người mẹ tâm sự với sư: sư ạ, con sanh ra có trai có gái, nếp tẻ đầy đủ, con sống tại Việt Nam, con của con cũng ở một ngôi nhà với con, mà con cứ tưởng chừng như con là người Việt Nam, còn con của con là người ở nước ngoài. Nó không có nói chuyện với con, nó nói chuyện với bạn bè nó bằng những cái từ lóng cũng không hiểu, bằng những từ pha trộn không biết nó nói gì. Đến gần nó yên lặng, bước vào phòng nó bảo: ai cho mẹ vào đây? Không biết có không, nhưng mà đó là sư đã nghe. Các bạn ơi, hãy dừng lại những việc làm đau lòng cha mẹ. Bởi vì mình đừng nói ngày mai con lớn, con thành công, con sẽ kiếm ra nhiều tiền, con nuôi cha mẹ. Lời hứa hẹn đó có khi là thật lòng, nhưng có khi cơn gió vô thường đến, chỉ còn là một bữa cơm dâng lên bàn thờ mà chưa chắc là bàn tay mình nấu được, chưa chắc mình đã nấu được cho cha mẹ bữa cơm nào. Đừng có hứa hẹn ngày mai. Bài pháp này đầu tiên sư đã nói cái định luật vô thường. Thân người qua cái hơi thở đi qua lỗ mũi, mạng sống con người như là mây bay trên đỉnh núi. Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy như vậy. Sư nói điều đó, các con hãy nghĩ đến ông bà, cha mẹ, người thân của mình và chính bản thân của các con. Còn sống đây được nghe pháp, được tu dưỡng, đó là hạnh phúc lớn lao. Nhưng cũng đừng có hứa hẹn, cái gì làm được hôm nay hãy làm. Bởi vì có khi mẹ chỉ cần nghe con hỏi: mẹ ơi, mẹ khỏe không mẹ? Mẹ cần con giúp gì không mẹ? Thì mẹ lập tức đã nói: con ăn rồi đi học đi, con lo học đi. Nhưng mà có khi các con cũng đâu có hỏi mẹ con câu nào, chỉ hỏi khi có việc đóng tiền, ngày mai sinh nhật, quần mới, áo mới. Rồi những cái người đòi hỏi nhiều đó là người khóc nhiều nhất khi cơn gió vô thường đến, những giọt nước mắt muộn màng. Cho nên sư nói các con muốn có hạnh phúc, hãy sống có đạo đức. Đừng nói chuyện xa xôi, hãy có đạo đức gia đình,
với cha mẹ, với anh em, đi học, thái độ đối với thầy, cô giáo, với bạn bè. Làm sao có thể là những bạn trẻ Việt Nam dễ thương như vậy mà tạo ra những bạo lực học đường khủng khiếp? Đó là đều đã đi ngược lại với cái chí nguyện từ bi trí tuệ của nhà Phật. Chúng ta hãy sống tốt đối với nhau, an ủi nhau, giúp đỡ nhau, mà mênh mông làm chi, trong khi cha mẹ chưa nghe chúng ta một lời nói dễ thương, dễ nghe, làm cho mẹ cảm thấy hạnh phúc, ấm lòng. Có những bạn tuổi hơi lớn đi làm rồi, điện thoại chat chít suốt ngày với người yêu, phải không nào? Nhưng mà cha mẹ gọi điện không bắt máy. Thế một ông bố mới kể chuyện với sư: con gọi điện hoài nó không bắt máy thầy ạ. Rồi lâu lâu nó gọi lại: bố gọi làm gì lắm thế, con bận. Thế là một đêm kia con phải mượn cái số điện thoại lạ, con nhắn tin. Đấy, là ông bố này trẻ cho nên vui lắm: em ơi, em đẹp lắm, em có người yêu chưa? Thế thì bên kia mới trả lời là: em có rồi, anh muốn gì? Thế là con bấm điện thoại, con nói: bố mày đây này, mày về ngay không? À, tại sao á? Cái đứa nào đâu nó gọi thì mày trả lời. Đó, còn bố gọi thì mày bảo mày bận. Nhưng mà nó không về. Nó không về. Đấy. Xong rồi 2 hôm, 3 hôm cũng không về. Thế lại con lại phải tìm số điện thoại khác, con nhắn tin. Cũng hỏi là: chúng ta làm quen với nhau nhé. Thì lần sau thì nó lại bảo: em chưa có người yêu. Con mới nhắn tin, con giả làm một cái người ở đâu á. Con mới trả lời với nó rằng: anh là người yêu của em đây. Anh giả vờ lấy số điện thoại lạ để nhắn tin hỏi. Thế thì em nói em chưa có người yêu nghĩa là như thế nào? Em không chung thủy với anh phải không? Đây là cái chiêu trò của cái ông bố. Cái đứa con gái này nó mới trả lời: úi giời ơi, em tưởng là ông bố của em. Hôm trước ông bố cũng gài em một lần rồi, cho nên em mới trả lời là chưa có. Đấy. Thế rồi ông bố mới nói: mày về ngay, tao là bố của mày đây, và dắt cái thằng bạn của mày về cho tao biết nó là ai. Đấy, ông bố kể chuyện như thế, nghĩa là muốn nói chuyện với con, muốn biết con có người yêu chưa, ông bố phải lập mưu tính kế. Bởi vì các bạn không có chân thật với bố mẹ. Và có lẽ là mình có nhiều mối tình chăng, hay là như thế nào? Còn có những cái câu chuyện các bạn nghĩa là suốt ngày chỉ có chơi điện thoại, không có biết giúp bố mẹ một cái công việc gì, đúng không nào? Cho nên đụng vào đâu á thì vỡ chén vỡ bát, tại vụng về, không có biết làm gì hết. Cho nên á, có những cái người nói: con gửi con của con cho thầy, con mong sau cái khóa tu nó biết rửa bát với xếp mềm, xếp chăn thì con tri ân thầy. Chỉ mong sau khóa tu con của con biết rửa bát và biết xếp chăn sau khi ngủ dậy. Thế thì bây giờ các bạn ở đây có biết xếp chăn không? Có. Có biết rửa bát phụ bố mẹ không? Có. Và còn phải biết nhiều thứ hơn chứ. Nhưng mà vẫn có những trường hợp không làm. Ngủ dậy là vất chăn gối đi, vất mền đó đi, đi học. Ăn cơm xong không rửa bát, việc đó là của mẹ. Cho nên á, khi nào mà nghe vỡ bát một cái là biết con gái cưng rồi. Nó sao biết là con gái cưng? Vì con gái cưng cứ rờ vào bát là vỡ bát, vỡ tô, đâu có tập làm. Đấy, mà ai vỡ, ai làm vỡ thì nó là làng, chứ nó làm vỡ là im re. Cho nên chén bát vỡ mà im re là biết con gái của bố. Nói đạo đức làm chi cao xa khi đối với bố mẹ các em không chân thật, các em không sẵn lòng giúp đỡ bố mẹ và đem những cái niềm vui rất đơn giản mà làm ấm áp trong đời sống của gia đình chúng ta. Lần nữa, tất cả những gì
sư chia sẻ với các bạn hôm nay. Hãy nhớ, hạnh phúc nó không phải nhiều năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, mà hạnh phúc chỉ tính bằng phút giây. Nó đến và nó đi rất nhanh. Hạnh phúc không có tính được cả đời, hạnh phúc không tính được nhiều năm đâu, mà nó chỉ đến rồi nó đi. Cho nên sư muốn tất cả chúng ta đều có hạnh phúc dài lâu, thì đừng bao giờ tạo ác nghiệp. Hãy sống có đạo đức, hãy sống với thiện nghiệp. Ở bên Nhật Bản, ở trên mộ của người Nhật, ví dụ sinh ra năm 1936, mất năm 1976, là thọ 40 tuổi đúng không? Nhưng mà họ ghi thọ 10 tuổi. Rồi một người là sinh năm 1905, mất năm 1985, tức là 70 tuổi, nhưng mà để thọ có 15 tuổi thôi. Cho nên người ta mới hỏi rằng là tại sao mà lại ghi tuổi thọ như vậy? Rõ ràng là người ta 70 tuổi mà sao ghi có 15 tuổi thôi? Thì cái ông mà quản trang, ông mới trả lời là ở Nhật Bản người ta chỉ tính những năm sống hạnh phúc, chứ không tính vào tuổi thọ. 70 tuổi mà 15 năm hạnh phúc thì coi như là thọ 15 năm. 40 tuổi mà có 10 năm hạnh phúc là thọ 10 năm. Đấy, khi mà nghe ông quản trang nói như vậy, thì hai người phụ nữ nói với nhau: sau này tôi chết, bia mộ của tôi sẽ ghi, bà là người Việt Nam biết không, Nguyễn Thị A vừa sinh ra đã chết. Vừa sinh ra đã chết nghĩa là sao? Không có một ngày hạnh phúc. Vì nhân quả nghiệp báo mà lại không biết tu để chuyển nghiệp. Ai vì nhân quả mà khổ đau thì phải biết tu để chuyển nghiệp. Phải biết tu tập để chuyển nghiệp. Chứ khổ thì khổ hoài, ai biết tu sẽ được chuyển nghiệp. Các bạn trẻ cũng vậy, giảm sự hưởng thụ, biết yêu thương nhiều người, biết giúp đỡ nhiều người. Hãy làm những việc tốt. Chứ bây giờ mà cứ bố ơi mua xe cho con, không, bố nói chân để làm gì? Chân đâu mà không đi? Thưa bố, chân con để đi, thế thì con đi đi. Sao con lại đòi xe? Nhà mình đâu có xa trường đâu mà đòi xe. Đứa con trai nói: thưa bố, con có hai chân trời cho con, một chân để đạp thắng, một chân để đạp ga, nên bố mua xe cho con đi ạ. Đấy, các bạn có đủ kiểu để đòi bố mẹ cả. Thì hôm nay chúng ta về với khóa tu, sư mong tất cả chúng ta cùng lãnh hội những bài học đạo đức chân thật và đơn giản. Với các nghiệp thanh tịnh thì thể tánh được an nhàn. Thể tánh an nhàn là hạnh phúc. Rồi đối với Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì Di Đà là lòng trong sạch, chớ hỏi đường về Tây Phương làm gì. Giống như bạn sinh viên trả lời, bạn trẻ trả lời, sống mà làm sao giữ cho cái lòng này trong sạch, đó là Di Đà, đó là tịnh độ. Chỉ sợ chúng ta không giữ được lòng trong sạch, ngày mai lớn lên mọi thứ danh lợi sắc tài đua chen làm cho các bạn mờ mắt, quên đi cái bài học đạo đức hôm nay. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Mừng ngày Phật đản sanh, chúng con xin nguyện thành kính dâng người. Cả vườn hoa thắm tươi cười thay tâm lòng dâng Đức Thế Tôn. Trầm tỏa hương ngát thơm, cánh hoa ưu đàm nở khắp Phật đài. Lòng mừng vui hát vang, mơ hội mười phương cung nghênh thân vàng. Người là bằng ánh sáng soi rọi nhiệm màu khắp chốn, soi rọi đoạn đường bóng tối xua tan đêm dài. Người là bậc sáng suốt khai tệ bầu trời giáo lý, đi vào địa ngục si mê giải thoát chúng sanh.
người anh đua